con nay quy y đức phật A di đạt vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện tiền danh cầu sanh cực lạc nguyện hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Chuyển Ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Minh Tiến Huệ Trang và Đức Phong Tập 243 Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản Trang 471 Sao sở vị vô sanh vô diệt tất cánh không tướng tập như thị quán ngũ dục tự đoạn ngũ cái tự trừ ngũ căn tăng trưởng tức đắc thiền định sao đó gọi là vô sanh vô diệt tướng rốt ráo là không tu tập pháp quán như thế ngũ dục tự đoạn ngũ cái tự trừ ngũ căn tăng trưởng liền đắc thiền định đoạn văn này trích từ kinh pháp hoa tam muội quán dùng câu vô sanh vô diệt tất cánh không tướng tức chẳng sanh chẳng diệt tướng không rốt ráo để giải thích nhất tướng nhất môn được nói trong phần trước cách nói này rất phổ biến trong hết thảy các kinh giáo đại thừa nhất là kinh luận thuộc hệ thống bát nhã đã nói nhiều nhất mà cũng là nói tỉ mỉ nhất có thể nói là Bộ Kinh Đại Bác Nhã gồm 600 quyển nhằm giải rõ chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật là hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Không chẳng có nghĩa là do không có tướng cho nên gọi là không, chẳng phải vậy, mà là đương thể tức không. Chính cái bản thể của nó là không. Cảnh giới này rất sâu, rất cao. Tập Như Thị Quán tu tập pháp quán như thế thường có thể quán tưởng như thế quán như thế thì kinh kim cang bát nhã quen thuộc nhất đối với mọi người các kinh thuộc hệ thống bát nhã rất nhiều trong đó quen thuộc nhất đối với chúng ta là kinh kim cang bát nhã và bát nhã tâm kinh hai loại này thực sự là tinh hoa và cương yếu của bát nhã kinh kim cang dạy chúng ta hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Đó là tập như thị quán. Tức tu tập pháp quán như thế. Đức Phật đã dùng sáu chuyện ấy, tức mộng, huyễn, bọt, bóng, sương, chớp để tỉ dụ hết thảy vạn pháp. Thứ nhất, mộng. Phàm phu đều có thể nằm mộng. Thời gian nằm mộng rất ngắn ngủi sau khi tỉnh giấc biết mộng là sống tuết chẳng biết một đời người của chúng ta tuy là mấy chục năm nóng lạnh nhưng trong khoảng thời gian và không gian vô tận xác thực là ngắn ngủi như cảnh trong mộng quý vị thường tưởng như vậy đó là sự thật trọn chẳng phải là hư cấu thứ hai chúng ta thường nói huyễn là làm cho ảo thuật ảo thuật được gọi là huyễn thuật đương nhiên là giả chẳng thật nhưng thủ pháp của người ấy tức người làm ảo thuật rất cao minh tuy giả quý vị chẳng thể nhận biết cứ ngỡ nó là thật thật ra là giả thứ ba bào là bọt nước giống như bong bóng xà phòng trẻ nhỏ thổi bóng xà phòng thời gian chúng tồn tại rất ngắn trong khoảnh khắc bèn vỡ tan bốn ảnh tức là hình bóng năm lộ là sương sớm mặt trời vừa mọc bèn chẳng còn sáu điện là ti chớp sáu thứ ấy đều có thời gian tồn tại rất ngắn tỉ dụ những gì hư huyễn chẳng thật nếu quý vị có thể thường học tập và quan sát như vậy dùng tiêu chuẩn này để quan sát hết thể vạn pháp trong vũ trụ và nhân sinh tự nhiên đoạn được ngũ dục ngũ dục là tài sắc danh vọng ăn uống, ngủ nghe Tự nhiên sẽ chẳng khởi tâm tham luyến đối với những thứ ấy Vì sao? Vì hiểu chúng là giả, chẳng thật Sẽ có thể buông xuống Đức Phật nói Chúng sanh mê là mê những gì? Ngỡ thật là giả Coi giả là thật Hoàn toàn là điên đảo Nên gọi là điên đảo vọng tưởng Hết thể vạn pháp trong thế gian vô thường Giả chất Chúng ta ngỡ chúng nó là thật thường trụ chân tâm, bất sanh bất diệt. Đó mới là thật. Trong kinh, Đức Phật thường dạy như thế. Chúng ta khăng khăng nghĩ nó là giả, chẳng lưu ý đến nó. Đó là điên đảo. Đối với chân, vọng, tà, chánh, thị phi, thiện ác đều điên đảo. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Sẽ tự nhiên đoạn được ý niệm tham luyến đối với ngũ dục lục trần. Chư vị phải biết, ngũ dục chi đoạn tức đoạn ngũ dục chẳng phải là không có ngũ dục ngũ dục chẳng gây trở ngại cái gây trở ngại chính là tâm tham luyến ngũ dục phải đoạn cái tâm ấy phải hiểu rõ đạo lý này ngũ cái tự trừ ngũ cái chính là tham sân si ngũ nghe điệu hối tức trạo cử tức tâm lao chao hay hối hận năm thứ ấy tham sân si là tam độc phiền não cùng với ngủ nghe và điệu hối đều có thể che lấp bản tánh khiến cho tâm tánh của chúng ta chẳng thể thấu lộ do vậy chúng được gọi là ngũ cái tức năm thứ che đậy ngũ cái cũng mang ý nghĩa phiền não ngủ nghe là hôn trầm tinh thần chẳng thể phấn chấn điệu là điệu cử tức lao chao Điệu cử có nghĩa là tâm chẳng thể định, trong tâm quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều ý niệm, đặc biệt là khi chúng ta tỉnh tọa, hoặc lúc chỉ tỉnh trong khi niệm Phật, vọng niệm trong tâm đặc biệt nhiều, đó là điệu cử. Hối là nghi hối, tức nghi ngờ hối hận. Thường là kẻ làm chuyện gì, hoặc là tu hành, học theo pháp môn này, thấy pháp môn của kẻ khác, bèn có lòng hối hận sao ta chẳng học pháp môn ấy sao lại tu tập pháp môn này hậu hối tức hối hận thuộc loại hoài nghi chúng ta thường nói là nghi hối thấy đều là chướng ngại chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị khiến cho tâm chẳng thanh tịnh nói theo pháp niệm phật thì là chẳng thể thành tựu niệm phật tam muội bị nó nghi hối chướng ngại nếu chúng ta thật sự có thể thấy thấu suốt những phiền não ấy Sẽ tự nhiên buông xuống Ngũ cái tự trừ Ngũ căn tăng trưởng Ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, huệ Đã đắc thiền định Thiền định ấy chính là pháp hoa tam muội Sao? Thích viết Nhất xưng thành Phật giả Quy mạng nhất tâm Vô bất thành Phật Sao giải thích rằng vừa xưng bèn thành Phật chính là quy mạng nhất tâm, chẳng có ai không thành Phật. Thích viết nghĩa là giải thích, kinh nói, nhất xưng Nam Mô Phật, đương giai tác Phật. Vừa xưng Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật. Đạo lý ở chỗ nào? Ở đây đã nói rõ, đạo lý là quy mạng nhất tâm. Nhất tâm là bản tánh là chân tâm. Nhà Thiền nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật chính là đạo lý như thế đó vì thế tám vạn bốn ngàn pháp môn môn nào cũng đều có thể thành tựu phật đạo nói cách khác mục đích cuối cùng của pháp môn nào cũng đều là minh tâm kiến tánh không chỉ thiền tông là như thế mà các pháp môn khác cũng chẳng có ngoại lệ tịnh độ tông cũng chẳng phải là ngoại lệ lý nhất tâm bất loạn được nói trong tịnh độ tông chính là minh tâm kiến tánh nói cách khác danh từ tuy khác nhau nhưng cảnh giới thực tế giống hệt điểm thù thắng của tịnh tông là trực tiếp tu nhất tâm nhưng nó sử dụng phương pháp khác với tịnh tông thiền sử dụng phương pháp trực tiếp là quán tâm hoặc tham thoại đầu nhất là quán tâm đích xác là trực tiếp nhưng kẻ căng tánh trung hạ chẳng dùng được kẻ căng tánh trung hạ vọng tưởng quá nhiều phiền não quá nặng quán chẳng thành công gặp chướng ngại do có ngũ cái chướng ngại quý vị quý vị chẳng thể thành tựu so giữa pháp môn tịnh tông và pháp môn thiền tông nói thật ra tịnh tông cũng là trực tiếp nhưng phương cách thì thù thắng hơn thiền tông thù thắng ở chỗ nào chúng ta lấy ngay như lai quả địa thường gọi là quả địa giác tức sự giác ngộ khi đã chứng quả một câu a di đà phật chính là sự chánh giác được thành tựu nơi quả địa như lai chúng ta dùng ngay điều này làm nhân địa tâm tức cái tâm trong khi tu nhân cho nên thù thắng tu trực tiếp từ nơi quả chẳng như các pháp môn khác tu nhân để chứng quả tức là từ nhân đạt đến quả Chúng ta tu tập ngay nơi quả, trực tiếp tu từ nơi quả. Nhất định phải nhận thức rõ ràng điều này. Khá nhiều kẻ do chẳng hiểu rõ nên có lắm ý kiến, lắm nỗi hiểu lầm, lắm điều hoài nghi, khiến cho pháp môn thù thắng này ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Thật đáng tiếc quá! Kinh Di Đà dạy chúng ta, nhất tâm bất loạn. Cả một đoạn văn rất dài này nhằm giải thích một câu nhất tâm bất loạn chiếm đến một phần tám của cả bộ sớ sao của liên trì đại sư nguyên lai like bộ kinh này là sách được khâu gáy bằng chỉ gồm bốn quyển chỉ riêng phần giảng về nhất tâm bất loạn đã chiếm hết nửa quyển do vậy đối với phân lượng như vậy quý vị nghĩ xem nó chiếm một tỷ lệ khá lớn nói cách khác câu nhất tâm bất loạn trong kinh a di đà hết sức quan trọng. Chúng ta dùng phương pháp tính nguyện trì danh để đạt đến mục tiêu quy mạng nhất tâm. Đắc nhất tâm bèn thành Phật. Đạo lý là như thế đó. Sao? Dĩ ly tự tâm nhất tướng nhất môn ngoại. Cánh vô hữu pháp khả tác quy y. Sao? Bởi liền ngoài nhất tướng nhất môn nơi tự tâm ra chẳng có pháp nào khác để có thể quy y. Chúng ta phải nhớ kỹ câu này. Trong tu học Phật Pháp, có một câu thường nói rất hay. Pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đó là thật, chẳng giả. Nhưng trong tu học, nhất định phải thâm nhập một môn. Vì sao? Nhất môn, nhất tướng sẽ dễ đắc nhất tâm. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rất hay. Niệm Phật kỹ nhất là sen tạp. Chúng ta hỏi tham thiền kỹ nhất là điều gì? Cũng là sen tạp. Tu chỉ quán kỹ nhất vẫn là sen tạp. Cũng thế, đối với tám vạn bốn ngàn pháp môn, quý vị phải tu sao cho hễ tu một pháp môn bèn chuyên rồng nơi pháp môn ấy, chẳng thể sen tạp pháp môn khác. Nếu quý vị hỏi vì sao ư, vì sen tạp pháp môn khác sẽ chẳng phải là nhất môn nhất tướng, muốn đắc nhất tâm khó lắm. Nếu hành theo pháp môn thiền thì phải chuyên tâm nơi thiền. Tông phái trong giáo hạ rất nhiều. Học hiền thủ bèn chuyên tâm nơi hoa nghiêm. Học thiên thai bèn chuyên tâm nơi pháp hoa. Thể đều có thể khai ngộ, đều có thể minh tâm kiến tánh. trở nên học tràng lan quá nhiều. Học tràng lan quá nhiều sẽ biến thành Phật học thường thức. Nay chúng ta gọi kẻ như vậy là nhà Phật học. Nhà Phật học thì chẳng thể thành Phật, vẫn phải luân hồi trong lục đạo, trở nên không biết điều này. Ly tự tâm nhất tướng nhất môn ngoại, nghĩa là lìa ngoài nhất tướng nhất môn nơi tự tâm ra, chẳng có chỗ để quy y. Chúng ta học Phật bèn từ tam quy để nhập môn. Tam quy phải quy nhất thì quý vị mới có thể thành tựu. Sao? Tất cánh không tịch như thị quán giả ngũ dục tự đoạn nải chí lục độ vạn hạnh tất giai thành tựu sao rốt ráo không tịch quán như thế thì ngũ dục tự đoạn cho đến lục độ vạn hạnh thảy đều thành tựu thường có thể quán như thế phép quán ấy là trí tuệ là học vấn chúng ta thường nói là thấy thấu suốt quán như thế là thấy thấu suốt Dùng kinh kim cang để giải thích Thì sẽ hết sức dễ hiểu Phạm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Quý vị thật sự thấy thấu suốt Đã thấy thấu suốt Thì quý vị sẽ chẳng chấp trước Đoạn trừ ngũ dục và ngũ cái Rất dễ dàng Sao như thượng sở thuyết Phi lý nhất tâm nhi hà Sao những gì vừa nói trên đây Nếu chẳng phải là lý nhất tâm Thì sẽ là gì vậy Nói theo Pháp Hoa Tam Mũi Quán Kinh, cảnh giới ấy xác thực là lý nhất tâm, chẳng phải là sự nhất tâm, cảnh giới ấy hết sức cao. Sự nhất tâm là đắc thiền định, lý nhất tâm là khai trí huệ. Chỉ có trí huệ thì mới có thể chiếu tan vô minh phiền não, khiến nó chẳng còn nữa. Sao? Hữu Phật danh Kinh Vân Nhất văn Phật danh diệt vô lượng kiếp sanh tử chi tội nhất văn tắt bất đại xưng niệm vô lượng tắt bất chỉ bát thập ức kiếp sao kinh phật danh lại nói vừa nghe danh hiệu phật bèn diệt tội trong vô lượng kiếp sanh tử chỉ là nghe chưa đợi tới lúc xưng niệm kinh nói vô lượng tức là do nghe danh hiệu sẽ diệt tội không chỉ là tám mươi ức kiếp trong quán kinh có nói, xưng danh hiệu A Di Đà Phật một lượt, diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Trong phần trên đã có nói, xưng niệm bằng lý nhất tâm thì mới có hiệu quả ấy. Nay chúng ta niệm A Di Đà Phật chẳng có hiệu quả ấy, chẳng cần nói là 80 ức kiếp. Niệm một vạn tiếng cũng chẳng thể diệt tội trong một ức kiếp. Đó là chân lý, vì sao vì tâm chẳng thanh tịnh, do vậy chẳng tương ứng. Kinh Phật danh nói, nhất văn Phật danh, nghĩa là còn chưa niệm, chỉ nghe danh hiệu của một vị Phật. Toàn thể kinh Phật danh đều là danh hiệu Phật. Tổng cộng gồm một vạn hai ngàn mấy danh hiệu các vị Phật. Quý vị nghe danh hiệu của một vị Phật bèn diệt tội trong vô lượng kiếp sanh tử, còn chưa niệm, chỉ nghe đôi chút. Do đó vào dịp Tết, trong các đạo tràng, người ta đều lạy vạn Phật sám. Nghe danh hiệu của một vị Phật bèn diệt tội trong vô lượng kiếp sanh tử. Nghe danh hiệu của một vạn hai ngàn mấy vị Phật sẽ diệt tội hằng xa. Đạo tràng nhỏ này của chúng ta hàng năm chọn thiên Phật sám gồm ba ngàn danh hiệu Phật, tức là một ngàn vị Phật trong quá khứ, một ngàn vị Phật trong hiện tại và một ngàn vị Phật trong vị lai. Nghe danh hiệu của một vị Phật Sẽ diệt tội trong vô lượng kiếp sanh tử Kinh nói như vậy có đáng tin hay không? Nếu tương ứng chắc chắn là đáng tin cậy Đó là sự thật Chẳng tương ứng thì không được Chúng ta xem lời giải thích dưới đây Của Liên Trị Đại Sư sẽ hiểu ngay Sao Nhân di ước, nhi quả, di quản Sao Nhân quá đơn giản Mà quả quá rộng lớn ước là đơn giản nhân quá đơn giản nghe một câu danh hiệu phật niệm một câu danh hiệu phật cái nhân này quá đơn giản quả di quản nghĩa là chẳng ngờ quả rộng lớn dường ấy sao phi lý nhất tâm an đắc trí thử sao chẳng phải là lý nhất tâm thì làm sao đạt đến như vậy được nói lời chân thật nếu quý vị chẳng phải là lý nhất tâm thì dẫu nghe danh hiệu Phật hoặc niệm danh hiệu Phật cũng đều chẳng thể diệt tội. Phải biết điều này, do đó điều then chốt là nhất tâm. Nay chúng ta niệm Phật chính là loạn tâm niệm Phật. Loạn tâm niệm Phật có lợi ích gì chăng? Gieo chủng tử Phật vào A Lại Gia Thức. Đời này gặp quả báo gì vẫn phải hứng chịu quả báo ấy, quyết định là chẳng tránh được. Sanh tử luân hội quyết định chẳng tránh khỏi. Vì sao? Vì sao? Quý vị chẳng đắc nhất tâm. Sao? Đảng hoạn tâm chi bất nhất, Hà lự tội chi bất diệt. Sao? Chỉ lo chẳng nhất tâm, Lo chi tội chẳng diệt. Sau khi đã nói toạc chân tướng sự thật này, Trong câu cuối cùng này, Liên trì Đại sư đã khích lệ chúng ta Rất khẩn yếu. Này chúng ta sợ là sợ chẳng nhất tâm, Chẳng sợ tội không diệt. Hệ nhất tâm thì tội liền diệt, đạo lý này chẳng khó hiểu. Nếu chưa vị cẩn thận quan sát sự thật, sẽ rất dễ dàng phát hiện. Chúng tôi nêu một thí dụ đơn giản nhất. Người tâm địa thanh tịnh thì vẻ mặt thường lộ vẻ tươi cười, người tâm địa thanh tịnh chẳng dễ gì suy lão, người tâm địa thanh tịnh chẳng dễ mắc bệnh. Có thể thấy quả báo ở mức độ nông cạn, dễ thấy đó. Như vậy có thể biết tâm càng thanh tịnh thì cảnh giới càng tốt đẹp, thanh tịnh đến tột bậc bèn thành Phật. Vì thế có thể biết thành Phật là tiêu diệt sạch sanh sanh tội nghiệp. Từ đây chúng ta có được một kết luận tâm thanh tịnh một phần bèn diệt tội một phần, tâm thanh tịnh hai phần bèn diệt tội hai phần. Đạo lý là như vậy đó. Nghe danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật diệt tội hàng xa đó là tâm thanh tịnh để đạt đến mức độ kha khá thì mới có công lực ấy bậc sơ trụ bồ tát trong viên giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân chân tâm hiển lộ chân tâm là tâm thanh tịnh tuy mới lộ chút ít chút ít ấy chính là chân tâm chẳng phải là vọng tâm vọng tâm có giới hạn có phân biệt có chấp trước có phạm vi Chân tâm thì chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có phạm vi. Do đó, nó có hiệu quả diệt tội to tác. Nay, phạm vi diệt tội của chúng ta rất bé. Vì sao? Vì tâm lượng của quý vị rất nhỏ hẹp. Đó là chân tướng sự thật. Do vậy, tâm quý vị càng lớn, diệt tội càng nhiều. Tâm lượng càng bé, diệt tội cũng ít đi. Do chân tâm và vọng tâm chẳng giống nhau, nên hiệu quả và tác dụng của chúng cũng chẳng giống nhau sớ cố tri cổ nhân tri kiến bất phổ chi luận nại chí định tâm chuyên tâm chi biện lương diêu thả tự sự chi nhất tâm phi lý nhất cố sớ vì thế biết là cổ nhân có lời luận định những kẻ cầu sanh tịnh độ là do tri kiến chẳng trọn khắp cho đến biện luận về định tâm và chuyên tâm chính là dựa theo sự nhất tâm để phán định, chẳng phải là dựa theo lý nhất tâm. Trong lời sau có giải thích đoạn văn này. Sao, tri kiến bất phổ giả, hoàn nghiêm luận phân, nhất thừa đại đạo, phi nhạo sanh tịnh độ Bồ Tát cảnh giới. Dĩ tình tồn tịnh uế tri kiến bất phổ. Sao, Tri kiến chẳng trọn khắp. Hoa Nghiêm hợp luận nói, nhất thừa đại đạo chẳng phải là cảnh giới của hàng Bồ Tát thích sanh về tịnh độ, vì ưa thích cầu sanh về tịnh độ, tức là còn có tình kiến, tịnh và uế, cho nên tri kiến chẳng trọn khắp. Hoa Nghiêm luận chính là Hoa Nghiêm hợp luận, tức là tác phẩm chú giải kinh Hoa Nghiêm của Lý Trưởng giả. Trưởng giả cũng là người rất lỗi lạc, thế nhưng bản kinh hoa nghiêm do lão nhân gia xem thổ sinh tiền là bản chưa hoàn chỉnh cũng có nghĩa là ngài chẳng thấy phần kết luận cuối cùng của kinh hoa nghiêm vì thế kiến giải đối với hoa nghiêm có phần lệch lạc chẳng như thanh lương đại sư thanh lương đại sư đã xem tứ thập hoa nghiêm cuối bộ tứ thập hoa nghiêm phổ hiền bồ tát dùng 10 đại nguyện phương dẫn về cực lạc hoa nghiêm mới viên mãn Lý trưởng giả chẳng thấy phần kinh điển này. Vì thế, ngài mới nói đến nhất thừa đại đạo. Chữ nhất thừa đại đạo chỉ Hoa Nghiêm. Đối với hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, các vị cổ đức đã phán định Hoa Nghiêm là nhất thừa, phán định pháp Hoa là nhất thừa. Cũng như kinh Phạm Võng được phán định là nhất thừa kinh nhất thừa chỉ có ba bộ những kinh khác giảng về đại thừa hoặc tiểu thừa tại trung hoa kinh đại thừa nhiều hơn kinh tiểu thừa lý trưởng giả cho rằng nhất thừa đại đạo chẳng phải là cảnh giới của hàng bồ tát thích sanh về tịnh độ chữ nhạo nên hiểu là ưa thích nhạo sanh tịnh độ là nói tới hàng bồ tát ưa thích cầu sanh tịnh độ vì sao vì cầu sanh tịnh độ tức là còn thấy tịnh và uế đối lập tịnh và uế là hai pháp luật tổ bảo hai pháp chẳng phải là phật pháp nói cách khác tâm chẳng thật sự thanh tịnh thật sự thanh tịnh thì hai bên tịnh và uế đều chẳng lập đó mới là chân tịnh vì thế bảo là tri kiến bất phổ nghĩa là tri kiến chẳng trọn khắp trong cách nhìn của lý trưởng giả những vị bồ tát một mực cầu sanh tịnh độ vẫn còn thiên kiến, tri kiến chẳng phiên. Phổ có nghĩa là viên, tri kiến bất phổ là tri kiến chẳng phiên. Chúng ta hãy xem Liên Trì Đại Sư nói như thế nào. Sao? Kim vị thử chỉ, cẩn đắc sự nhất tâm giả, nhược đắc lý nhất, tác diệu ngộ nhất tâm, hữu hà tịnh uế Sao? Nay tôi nói, Đấy là nói về người chỉ đắc sự nhất tâm, Chứ nếu đã đắc lý nhất tâm Bèn dịu ngộ nhất tâm Há còn có tịnh uế chi nữa Lời phản bác của liên trì đại sư Hết sức mạnh mẽ Hợp lý lắm Lý trưởng giả nhìn theo sự nhất tâm bất loạn Trong sự nhất tâm bất loạn Thật sự có năng có sở Xác thực là tri kiến bất phổ Nếu là lý nhất tâm Sẽ chẳng hai chẳng khác nhất thừa đại đạo như kinh Hoa Nghiêm đã nói. Nó thật ra, lý trưởng giả chẳng thấy Tứ thập Hoa Nghiêm, nếu thấy Tứ thập Hoa Nghiêm, thấy Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, ngài cũng chẳng dám nói câu này. Văn Thù Phổ Hiền là nhân vật cỡ nào? Các ngài đều nóng lòng muốn nhanh chóng cầu sanh Tịnh độ, làm sao có thể nói nhất thừa đại đạo, chẳng phải là cảnh giới của hàng Bồ Tát thích sanh về Tịnh độ cho được? Ngài chẳng thể thấy đoạn sau của kinh ấy Cho nên mới hiểu lầm như vậy Nếu thấy trong phần sau kinh Hoa Nghiêm Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ Nhất định là lý trưởng giả Chẳng đến nỗi nói theo kiểu ấy Bởi lẽ trong nhất tâm Có sự nhất tâm và lý nhất tâm Tuy nó tới niệm Phật Tam muội Nói nhất tâm bất loạn Tuy cùng là đắc nhất tâm bất loạn như nhau nhưng mức độ trong ấy cạn hay sâu, sai khác rất lớn. Nói theo lý nhất tâm, bậc sơ trụ trong viên giáo là lý nhất tâm, đẳng giác Bồ Tát cũng là lý nhất tâm. Trong viên giáo, từ sơ trụ đến đẳng giác là 41 đẳng cấp. Do vậy có thể biết, lý nhất tâm gồm 41 đẳng cấp cạn hay sâu khác biệt. Lý nhất tâm là như thế, đương nhiên sự nhất tâm cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sự nhất tâm cũng có thứ tự cạn hay sâu sai khác. Chúng ta thường nói công phu thành phiến, đó là sự nhất tâm nông cạn. Kiến từ phiền não đều đoạn, đó là sự nhất tâm ở mức độ sâu. Những đẳng cấp này đều chưa kiến tánh, vẫn còn có năng và sở. Pháp môn thù thắng, thù thắng ở chỗ nào? Chúng ta ắt cần phải biết điều này. Đối với các pháp môn khác Kể cả thiền tông trong ấy Nếu chẳng thể tu thành công cửu thứ đệ định Thì sẽ chẳng thể thoát tam giới Quý vị biết là khó khăn lắm Chứng đắc tứ thiền bác định Bất quá sành lên tứ thiền thiên Hoặc tứ không thiên mà thôi Chẳng thoát khỏi tam giới Chẳng thoát khỏi tam giới Sẽ chẳng tránh khỏi luân hồi Nhất định phải hướng chịu quả báo luân hồi Mới biết thoát tam giới thật khó trong hết thảy các pháp môn, chỉ riêng pháp môn tịnh tông, chỉ cần đắc sự nhất tâm ở mức độ nông cạn là đã có thể đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này thù thắng ở ngay chỗ này. Chúng ta xem kinh luận hoặc chú sớ của cổ Đại Đức đều thấy nói chỗ thù thắng của Tây Phương tịnh độ không thuộc hai cõi trên. Hai cõi trên chính là cõi phương tiện hữu dư và cõi thật báo trang nghiêm. Hai cõi ấy chẳng khác gì các cõi tịnh độ trong mười phương thế giới. Chỗ thù thắng nhất trong Tây Phương Cực Lạc tịnh độ là cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Cõi Đồng Cư trong các thế giới của tất cả hết thể chư Phật đều chẳng thể sánh bằng cõi Phạm Thánh Đồng Cư của Cực Lạc. Thù thắng là vì có đới nghiệp vãng sanh. Hãy sanh vào cõi Phạm Thánh Đồng Cư của Cực Lạc. Thì Bồ Tát trong cả bốn cõi quý vị đều thấy đó là chỗ thu thắng bậc nhất. Như thế giới của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sống trong thế gian này, nghe nói có quán âm Bồ Tát, có địa tạng Bồ Tát, văn thù, phổ hiền, có những vị đại Bồ Tát như vậy. Nhưng ai đã từng thấy? Có thì có đấy, nhưng quá ít. Những người được thấy là do nhân duyên đặc thù. Tuy thấy, bất quá thời gian rất ngắn ngủi ngẫu nhiên thấy một lát rồi chẳng thấy nữa chẳng giống như trong thế giới tây phương những vị đại bồ tát ấy hàng ngày ở cùng một chỗ với quý vị thời thời khắc khắc chẳng lìa duyên thù thắng như vậy tìm chẳng thấy trong khắp mười phương thế giới chỉ riêng tây phương là có bởi lẽ bốn cõi tịnh độ của cực lạc xếp thành hàng ngang chẳng phải là xếp theo chiều dọc mà là xếp ngang nhau bốn cõi đều ở cùng một chỗ bốn cõi của những vị phật khác chẳng ở cùng một chỗ thế giới sa bà của thích ca Mâu ni phật cũng có cõi thật báo cũng có cõi phương tiện nhưng không ở cùng một chỗ vì thế trong cõi phạm thánh đồng cư chúng ta chẳng thấy bồ tát trong cõi phương tiện và cõi thật báo nhất định phải hiểu rõ sự thù thắng của tịnh độ sau khi đã hiểu rõ nguyện vọng cầu sanh của chúng ta mới khẩn thiết vì sao phải sanh về thế giới tây phương chính là vì hằng ngày được ở cùng chỗ với chư phật bồ tát được nhóm họp cùng một chỗ với các vị thượng thiện nhân từ xưa tới nay những người thế gian thường nói làm việc khó làm người càng khó hơn làm việc rất khó đối xử với người khác càng khó hơn tình cảm của con người biến hóa rất lớn khổ nạn trong ấy càng nhiều tâm địa của mỗi cá nhân trong tây phương cực lạc thế giới đều thanh tịnh cư xử với nhau rất tốt đẹp đây cũng là như tục ngữ thường nói thiên thời chẳng bằng địa lợi địa lợi chẳng bằng nhân hòa nhân hòa trong tây phương cực lạc thế giới đạt tới đỉnh cao nhất nếu nhân hòa đã viên mãn thì khi ấy còn phải bàn đến thiên thời và địa lợi chi nữa vì thế nếu nói đến thiên thời địa lợi và nhân hòa Thế giới Tây phường là bậc nhất Có Phật nào cũng chẳng thể sánh bằng Do vậy ở đây Đại sư đã minh bạch chỉ rõ Nếu đắc lý nhất tâm bất loạn Sẽ chẳng hay Chẳng khác cảnh giới hoa nghiêm Như đắc lý nhất Tắc diệu gộ nhất tâm Hữu hà tịnh uế Nếu đắc lý nhất tâm Sẽ diệu ngộ nhất tâm Còn có tịnh uế chi nữa Sao Nhiên tuy tri bình đẳng pháp giới Vô sanh khả độ Nhi thường tu tịnh độ Giáo hóa chúng sanh Chánh sở vị nhất thừa đại đạo giả Sao? Nhưng tuy biết pháp giới bình đẳng Không có chúng sanh để có thể độ Nhưng thường tu tịnh độ Giáo hóa chúng sanh Điều ấy được gọi là nhất thừa đại đạo Phật Pháp thường nói tới Đại từ đại bi Chẳng cần nói tới quả địa như lai Sơ trụ Bồ Tát trong phiên giáo Vừa mới đắc lý nhất tâm đã kiến tánh Kiến tánh bèn đặt đến cảnh giới này Toàn bộ ý niệm thị phi, nhân ngã, năng sở đều chẳng có Sơ trụ trong viên giáo thuộc về cảnh giới này Khi ấy, Ngài nhập Pháp giới bình đẳng Trong ngũ châu nhân quả Tức năm tầng nhân quả của Kinh Hoa Nghiêm Tầng thứ ba là nhân quả bình đẳng, khế nhập cảnh giới này, vạn pháp bình đẳng, chúng sanh và Phật đương nhiên bình đẳng. Do vậy, Đức Phật vô sanh khả độ, tức không có chúng sanh để có thể độ, Đức Phật chẳng độ chúng sanh. Tuy chẳng độ chúng sanh, vẫn thường nêu cương độ chúng sanh, vẫn thường phải làm những chuyện độ chúng sanh, đó là thường tu tịnh độ, giáo hóa chúng sanh do nguyên nhân nào đó là Đại Từ Đại Bi Ta đã nhập cảnh giới này Nhưng còn có rất nhiều kẻ mê hoặc điên đảo Chúng ta phải giúp đỡ họ Đó gọi là thả chiếc bè từ Nương theo nguyện trở lại Đấy là Đại Từ Đại Bi Mới thực sự là nhất thừa đại đạo Là lý sự viên dung Đối với Kinh Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư đã nêu ra bốn pháp giới chẳng thể nghĩ bàn tức là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu thành Phật, thành Bồ Tát mà chẳng độ chúng sanh, thì sẽ chẳng khác tiểu thừa, đọa trong thiên chân niết bàn, có lý mà chẳng có sự. Tiểu thừa chẳng dám độ chúng sanh, vì sao? Vì độ chúng sanh quá phiền phức, chúng sanh khó độ, ương ngạnh, khó thể giáo hóa. Họ chẳng mong chút lấy nỗi phiền phức ấy sở dĩ họ chẳng mong chút lấy phiền phức là vì chính họ còn vướng phiền phức nói cách khác chính họ còn có chướng ngại đối với lý sự có chướng ngại đối với sự sự có chướng ngại cho nên thôi đi chẳng độ chúng sanh nữa lý nhất tâm bất loạn bồ tát tâm địa đạt tới thanh tịnh thật sự lý sự chẳng có chướng ngại sự sự cũng chẳng có chướng ngại độ mà chẳng độ chẳng độ mà độ Độ chúng sanh và chẳng độ là cùng một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Đối với hàng tiểu thừa, độ và chẳng độ là hai chuyện. Đối với Bồ Tát đã đắc lý nhất tâm, độ và chẳng độ là một chuyện. Vì thế, ngài chẳng có chướng ngại, đó mới là lý sự viên dung, sự sự viên dung chẳng có chướng ngại. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã nhập cảnh giới này, há có lẽ nào chẳng độ chúng sanh? Ngài độ chúng sanh, đối với chính ngài có trở ngại gì không? Quyết định là chẳng vì trở ngại. Vì lẽ đó, Quán Âm Bồ Tát là ngàn xứ khẩn cầu, ngàn xứ ứng, cảm ứng đạo giao, chúng sanh có cảm, Bồ Tát bền có ứng. Quán Âm Bồ Tát là như thế, mà tất cả hết thảy Bồ Tát đều là như thế, đó gọi là nhất thừa đại đạo. Sao tri kiến chi phổ? Thục quá ư thị sao tri kiến trọn khắp có gì trỗi vượt điều này được nữa ở đây phổ là viên tri kiến viên mãn há còn có thể vượt trỗi pháp này tức lý nhất tâm được ư sao hữu phổ hiền bồ tát vì hoa nghiêm trưởng tử vì nhất thừa cảnh giới hồ sao phổ hiền bồ tát lại là trưởng tử trong hội hoa nghiêm há chẳng phải là cảnh giới nhất thừa ư lời phản bác này có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất đối với luận định nhất thừa đại đạo chẳng phải là cảnh giới của hàng bồ tát thích sanh về tịnh độ của lý trưởng giả liên trị đại sư đã vận dụng ngay kinh văn của kinh hoa nghiêm trong kinh hoa nghiêm phổ hiền bồ tát là bậc nhất văn thù bồ tát thứ hai phổ hiền là con trưởng của đức phật văn thù là con trai thứ của đức phật xếp hạng nhì trong Phật môn, thứ tự sắp xếp danh hiệu của Bồ Tát và La Hán trước hay sau trong một bản kinh có mối quan hệ rất lớn. Xem cách sắp xếp danh hiệu, bèn biết trọng điểm của một bộ kinh là ở chỗ nào. Nếu văn thù xếp hạng nhất, phổ hiền xếp hạng hai, kinh ấy coi trọng giải môn, vì văn thù Bồ Tát trí huệ bậc nhất, hành môn ít trọng yếu hơn. Phổ hiền xếp hạng nhất chỉ rõ kinh ấy coi trọng hành môn, giải là thứ yếu, giải là hạnh phụ trợ. Do vậy, xét theo Kinh Hoa Nghiêm, thì Phan Thù và Phổ Hiền có thuộc về cảnh giới nhất thừa hay chăng? Hai vị này là hậu bổ Phật của Tỳ Lô Giá Na Phật, đương nhiên là thuộc vào cảnh giới nhất thừa của Kinh Hoa Nghiêm. Sao? Nhi dục diện kiến di đà, vãng sanh an lạc, vị chi tình tồn tịnh uế khả hồn. Sao? Vậy thì có thể nói muốn gặp mặt Phật Di Đà vãng sanh cõi an lạc là hãy còn tình kiến tình uế hay chăng? Hai vị ấy trong hội hoa nghiêm còn phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Không chỉ là hai vị ấy phát nguyện muốn vãng sanh mà còn khuyên dạy 40 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội hoa nghiêm niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Quý vị nói xem hai vị ấy tri kiến là viên hay chẳng viên trong tâm các ngài còn có tịnh uế hay chăng chất vấn ngược lại như thế này quá hay đáng tiếc là hai ngài chẳng phải là người cùng thời lý trưởng giả là người sống vào đầu thời đường còn liên trì đại sư sống vào những năm cuối triều minh cách nhau quá xa do vậy học phật đúng là phải thâm nhập kinh tạng phải thấu hiểu trọn vẹn lý phải thật sự thấu triệt nếu không nghi nan trùng trùng chứng ngại nhân duyên rất tốt đẹp của chúng ta rất đáng tiếc văn thù phổ hiền cầu sanh tịnh độ người hiện thời đều thấy chuyện này trong kinh điển nhưng vẫn còn có kẻ thắc mắc tôi thường gặp người đến hỏi văn thù phổ hiền là đẳng giác bồ tát trong viên giáo chẳng lẽ các ngài không thể thành phật trong thế giới hoa tạng ư vì sao vẫn phải sanh về tây phương cực lạc thế giới câu hỏi này hay lắm nhưng họ đến hỏi tôi thì sai mất rồi họ có nghi vấn là tốt nhà phật thường nói tiểu nghi tiểu ngộ đại nghi đại ngộ do tình nghi sẽ có thể khai ngộ họ đến hỏi tôi tôi giải thích cho họ họ vĩnh viễn chẳng thể ngộ vì sao vì đã đóng lắp cửa ngộ của họ nếu tôi chẳng giải thích họ sẽ có rất nhiều phiền não. Giảng giải cho họ sẽ lấp chặt ngộ môn của họ. Thời xưa, các vị đại đức trong tông môn do đại từ đại bi nên chẳng nói bảo quý vị hãy tham cứu. Đó là phương pháp dạy học tốt nhất. Người hiện thời chẳng hiểu tham cứu là gì. Cứ ngỡ suy nghĩ loạn xạ là tham cứu. Có hỏng bét hay là không? Hàng ngày với vọng tưởng càng sai lầm hơn. Chẳng thà nói rõ ràng với họ. Đóng lấp cửa ngộ của họ khiến cho họ thật thà niệm phật cầu sanh tịnh độ thì cũng còn chấp nhận được chẳng cầu sanh về tịnh độ chẳng có cách nào hết có thể cầu sanh tịnh độ thì còn được chẳng khai ngộ cũng không sao đến tây phương cực lạc thế giới rồi mới khai ngộ đúng như cổ đức đã nói Đảng đắc kiến di đà hà sầu bất khai ngộ nghĩa là chỉ cần thấy di đà lo chi chẳng khai ngộ vì thế Hễ có người đến hỏi tôi cũng giảng cho họ Trong ấy có hai nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất là nêu tấm gương tốt đẹp cho hết thảy chúng sanh Văn thù và phổ hiền là đẳng giác Bồ Tát trong thế giới hoa tạng Còn phải cầu sanh tịnh độ Quý vị hãy ngẫm xem quý vị có nên vãng sanh hay không Các ngài lấy thân làm gương, tạo tác dụng dẫn đầu Đó là lòng đại từ đại bi Ý nghĩa thứ hai Trong thế giới hoa tạng phải phá một phẩm sanh tướng vô minh hồng viên thành phật đạo vẫn phải tốn một khoảng thời gian khá dài đến tây phương tịnh độ hồng rút ngắn thời gian thành tựu trong thế giới tây phương vẫn nhanh hơn trong thế giới hoa tạng thời gian còn rút ngắn đó là lợi ích chân thật vì hai nguyên nhân này các ngài nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ đạo lý là như vậy đấy sao định tâm chuyên tâm giả sao định tâm và chuyên tâm ở đây giải thích cho chúng ta biết hai chuyện này định tâm và chuyên tâm là như thế nào sao vĩnh minh vị cử phẩm thượng hạ bất xuất nhị tâm nhất giả định tâm như tu định tập quán thượng phẩm thượng sanh nhị giả chuyên tâm như đảng niệm danh hiệu đắc thành mạc phẩm kim vị ký vân đảng niệm đảng chi nhất tự chánh duy đắc sự vị đắc lý cố sao ngài vĩnh minh nói chính phẩm cao hay thấp chẳng ngoài hai tâm một là định tâm như người tu tập thiền định hay quán tưởng bèn thuộc về thượng phẩm thượng sanh hai là chuyên tâm như người chỉ niệm danh hiệu đạt được phẩm vị phản sanh thấp hơn nay tôi nói chữ chỉ trong câu chỉ niệm có nghĩa là hành nhân chỉ đắc sự nhất tâm chẳng đắc lý nhất tâm vĩnh minh là diên thọ đại sư chúng ta thường gọi ngài là vĩnh minh diên thọ ngài là thầy của ngô việt phương tiền thục đọc truyện ký chúng ta thấy ngài là a di đà phật tái lai chư vị xem bộ di đà kinh yếu giải giảng nghĩa của pháp sư bảo tĩnh có giới thiệu về thân thế của ngài vĩnh minh rất tỉ mỉ Chư Phật Bồ Tát thì hiện hóa thân tại Trung Hoa rất nhiều Nhưng những vị bộc lộ thân phận thì chẳng nhiều Những vị chẳng bộc lộ thân phận đông lắm Vĩnh Minh Đại Sư xác thực là một nhân vật truyền kỳ Trước khi Ngài xuất gia Trong nom việc thâu thuế, quản lý việc thu chi Tiền bạc qua tay rất nhiều Ngài lấy trộm tiền trong quốc khố để phóng sanh Về sau bị phát hiện Ngài cũng chẳng nói dối thừa nhận đã lấy trộm vì sao trộm để phóng sanh có biết là phạm tội hay không biết chứ có biết là sẽ bị chặt đầu hay không biết cấp trên tâu lên ngô việt phương chiếu theo pháp luật phải phán tội tử hình ngô việt phương bảo viên quan hành hình tại hình trường tức chỗ hành hình hãy quan sát nếu khi bị xử tử hắn cảm thấy sức kinh hoảng bèn giết ngay nếu hắn chẳng thay đổi sắc mặt hãy đem hắn về gặp ta quả thật là trước khi bị giết ngài chẳng đổi sắc mặt lại còn rất hoan hỉ viên quan hành hình hỏi ngài vì sao ngài đáp mất một cái mạng của tôi để đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn cái mạng rất đáng giá giám trảm quan bèn đưa ngài đến chỗ ngô việt vương ngô việt vương hỏi ngài người có chí nguyện như thế nào ngài đáp tôi có chí nguyện xuất gia ngô việt vương chấp thuận làm hộ pháp cho ngài về sau tôn ngài làm thầy. Sau này vua mới biết ngài là A Di Đà Phật tái lai. Chuyện phát sanh là khi Ngô Việt Vương tiền thục có một hôm cúng dường trai tăng một ngàn vị tăng. Theo Phật pháp, cúng trai tăng cho một ngàn vị tăng là cách tu phước có quy mô lớn nhất, thù thắng nhất. Để là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng cúng dường hết thảy người xuất gia tuy nói là bình đẳng chỗ ngồi vẫn có ghế trên ghế dưới ghế trên vẫn dành cho bậc trưởng lão ngồi vẫn là bất bình đẳng nhưng ngày hôm ấy bậc trưởng lão cũng rất đông mọi người cứ nhường nhau ai cũng chẳng muốn ngồi ghế chủ tọa đang trong lúc mọi người thoái thác nhường nhau bên ngoài một vị hòa thượng tiến vào mọi người cũng chẳng biết ngài là ai cũng chẳng biết ngài từ đâu đến ăn mặc rách nát tả tơi ngài thấy mọi người cứ thoái thác nhường nhau bèn chẳng cách sáo tiến vào ngồi ngay chính giữa trong tâm ngô việt vương cũng rất khó chịu cứ nghĩ thầy mình đáng nên ngồi ghế chủ tọa cớ sao lại nhường ghế chủ tọa cho kẻ khác ngồi sau khi dùng cơm xong chưa tăng giải tán ngô việt vương hỏi vĩnh minh đại sư hôm nay trẫm cúng dường chư tăng có vị thánh tiên hiền nào đến ứng cúng hay không khánh hiền là phật bồ tát a la hán nếu có những vị ấy đến ứng cúng phước báo của nhà vua sẽ to lớn vĩnh minh đại sư bảo vua hôm nay có chứ vua hỏi vị nào đến ứng cúng sư đáp định quan cổ phật vị nào vậy chính là vị hòa thượng ngồi ghế chủ tọa vua mới biết vốn là định quan cổ phật tới dự định quan cổ phật thì hiện hình dạng ấy tai đặc biệt to vì mọi người chẳng biết pháp hiệu của Ngài, bèn gọi Ngài là Đại Nhĩ Hòa Thượng. Do vậy, Ngô Việt Vương lập tức sai người truy tìm. Sư trụ trong một hang núi, họ đuổi theo tới đó, mọi người mới biết Ngài là Định Quang Cổ Phật, hết sức cung kính Ngài, lễ bái tại đó, thỉnh Ngài tới Hoàng Cung ứng cúng. Đại Nhĩ Hòa Thượng bèn nói một câu, Di đà nhạy miệng rồi phiên tịch đã mất những người đến tìm chẳng biết làm sao Biết Ngài là định quan cổ Phật Cổ Phật đã nhập diệt Nghĩ lại Ngài nói Di Đà nhạy miệng A Di Đà Phật nhiều chuyện Vậy là người được nêu rõ thân phận Chính là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư Họ bèn nghĩ ra Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư Vốn là A Di Đà Phật Vội vã về tâu trình Ngô Việt Phương nghe nói định quan Phật Đã nhập diệt chẳng có cách nào Nghe nói Vĩnh Minh đại sư là A Di Đà Phật tái lai, ngày lúc ấy hoan hỷ khôn cùng, chẳng đợi người hầu chuẩn bị xe ngựa kịp, bèn đi bộ đến gặp Vĩnh Minh đại sư. Vừa ra khỏi cửa cung, bên ngoài có người đến báo tin, cũng là hoang mang vội vã, gần như đụng phải nhà vua. Vua hỏi: "Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?" Người ấy tâu: "Vĩnh Minh đại sư đã viên tịch rồi. Đây là quy củ trong Phật môn." Thần phận chưa lộ thì còn có thể ở trong thế gian. Thần phận bị bộc lộ, phải đi ngay lập tức. Vĩnh Minh Đại Sư là A-di-đà Phật Tái Lai. Thiền Đạo Đại Sư Đời Đường cũng là A-di-đà Phật Tái Lai. Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền. Hòa Thượng Phong Cang là A-di-đà Phật Tái Lai. Đây là mấy vị bộc lộ thân phận mà chúng ta biết được. Lời Vĩnh Minh Đại Sư nói đương nhiên là do đích thân a di đà phật dạy trong chú giải kinh quán vô lượng thọ phật tức là trong bộ tứ thiếp sớ thiền đạo đại sư đã nói rất rõ ràng ngài nói chính phẩm trong cực lạc đều là phàm phu vãng sanh do phàm phu gặp duyên bất đồng nên có chính phẩm sai khác giống như điều đang nói ở đây định tâm như tu định tập quán nghĩa là định tâm là như tu định tu quán tưởng tức là nói đến lý nhất tâm bất loạn. Vãng sanh Tây Phương Thế Giới bèn là thượng phẩm thượng sanh. Chư vị phải hiểu, định tâm vãng sanh chính là thượng phẩm thượng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Chuyên tâm niệm Phật chính là sự nhất tâm bất loạn. Sanh về thế giới Tây Phương bèn sanh trong cõi phương tiện hữu dư hoặc cõi phàm thánh đồng cư. Trong đó cũng là chính phẩm khác nhau. Chuyện là như vậy đó. Định tâm tu quán như trong thập lục quán kinh đã nói phương pháp niệm phật đều ở trong quán kinh quán kinh nói quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật và trì danh niệm phật kinh vô lượng thọ và kinh a di đà đều đề xướng trì danh niệm phật nguyên nhân là do trì danh niệm phật đơn giản dễ dàng vãng sanh tây phương tịnh độ ai nấy đều có phần thu thắng là ở chỗ này tu quán Tâm người hiện thời rất thô, rất loạn Cảnh giới đệ quán hết sức vi tế Vì vậy, tu quán rất khó thành tựu Phải biết điều này Nói theo lý chẳng sai Nhưng xét theo sự Tùy mỗi người mỗi khác Chúng ta chẳng nói ai khác Lấy ngày thiên thai đại sư làm thí dụ Chỉ giả đại sư là tổ sư tông thiên thai Nói thật ra, tông thiên thai được hoàn thiện bởi chính tay ngài Nói nghiêm ngặt xét theo tông thiên thai ngài là tổ sư đời thứ ba của tông thiên thai nhưng giáo nghĩa hoàn chỉnh của tông thiên thai do chính ngài hoàn thành giống như hiền thủ đại sư trước ngài hiền thủ có vân hoa có đỗ thuận ngài hiền thủ là tổ sư đời thứ ba của tông hoa nghiêm nhưng tông hoa nghiêm thật sự được kiến lập thành một tông phái là nhờ chính tay hiền thủ đại sư thành tựu do vậy tông hoa nghiêm cũng gọi là tông hiền thủ chẳng gọi là tông vân hoa mà cũng chẳng gọi là tông đổ thuận trí giả đại sư thành tựu tông phái thiên thai lão nhân già niệm phật vãng sanh sử dụng phương pháp tu quán tại trung hoa người sử dụng 16 phép quán để tu hành chẳng nhiều trí giả đại sư là một vị trong số đó trí giả đại sư vãng sanh thuộc phẩm vị nào chẳng phải là thượng phẩm thượng sanh khi ngài lâm chung học trò thư hỏi phẩm vị vãng sanh của ngài lão nhân gia đương nhiên cũng rất khiêm hư chúng tôi nghĩ ngài cũng chẳng đến nỗi dối gạt chúng ta ngài nói ngài vãng sanh trong địa vị ngũ phẩm vãng sanh thuộc địa vị ngũ phẩm là sanh trong cõi phàm thánh đồng cư địa vị hoàn toàn chẳng cao cho mấy nhưng lão nhân gia có lưu lại một câu cho người đời sau nếu ngài chẳng lãnh chúng chính mình chuyên tâm tu hành thì phẩm vị sẽ rất cao vì lãnh chúng phải quản người, quản sự Những chuyện vặt vảnh quá nhiều Bỏ mình vì người Nói cách khác Hy sinh phẩm vị cao của chính mình Để giúp đỡ đại chúng Do đó phẩm vị vãng sanh của Ngài chẳng cao Đấy là Bồ Tát Phát Tâm Vì vậy Bồ Tát Phát Tâm Phải có bản lãnh vãng sanh Ta sanh về Tây Phương Tịnh Độ Là hạ hạ phẩm vãng sanh Ta có năng lực ấy Nắm chắc điều ấy Ta có thể làm được Ta vốn có thể thượng thượng phẩm vãng sanh Nhưng hy sinh phẩm vị Chọn lấy hà hà phẩm vãng sanh Để ta có thể giúp đỡ nhiều người Đó gọi là Bồ Tát Phát Tâm Nếu giúp người khác Mà chính mình chẳng thể vãng sanh Sai làm to lớn Vậy là chẳng đúng rồi Vì thế chính mình phải quyết định nắm chắc vãng sanh Thì mới có thể học đòi trí giả đại sư Chuyên tâm như đã niệm danh hiệu đắc thành mạc phẩm chuyên tâm như chỉ niệm danh hiệu thành tựu phẩm vị thấp chữ mạc chẳng có nghĩa là hạ hạ phẩm mạc là gì từ thượng phẩm trung sanh trở xuống do đối với thượng phẩm thượng sanh những phẩm vị ấy là mạc chữ mạc chỉ tám phẩm dưới đó tùy thuộc công phu niệm phật của quý vị sâu hay cạn ngẫu ích đại sư nói rất hay Ấn Quang Đại Sư tán tháng bộ yếu giải của Ngậu Ích Đại Sư đến tột bậc. Thân phận của Ấn Quang Đại Sư cũng bị bộc lộ. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, lão nhân gia tán tháng bộ yếu giải. Dẫu cổ Phật Tái Lai để viết chú giải cho Kinh Di Đà vẫn chẳng thể hay hơn tác phẩm này. Ngài đã tán tháng bộ yếu giải đến tột đỉnh. Ngậu Ích Đại Sư chẳng bộc lộ thân phận. Đại Thế Chí Bồ Tát tán tháng Ngài như vậy. Ngài là vị nào? Ngài chẳng phải là A-di-đà Phật, chắc cũng là Quán Thế Âm Bồ-Tát. Chúng tôi nghĩ Ngài chắc chắn là bậc ngang hàng với Quán Âm hoặc Thế Chí Bồ-Tát, nhất định chẳng phải là kẻ bình phàm. Do vậy, Ngài viết viên mãn dường ấy có thể giúp đỡ nhiều người tín nguyện vãng sanh, đúng là vô lượng công đức. Sách yếu giải bảo chúng ta, điều kiện để vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là tín nguyện chân tính, thiết nguyện, nhất định được vãng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương, phẩm vị cao hay thấp được quyết định bởi công phu trì danh sâu hay cạn. Chư vị phải nghe cho rõ ràng, chẳng phải là nói trì danh nhiều hay ít, mà là công phu trì danh sâu hay cạn. Công phu sâu là như thế nào? Có thể đoạn phiền não, công phu bèn sâu xa. Có thể chế phục phiền não, công phu bèn nông cạn có thể chế phục phiền não, bèn nhập phẩm vị, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh, chẳng thể chế phục phiền não, bèn tùy thuộc vào một sát na khi lâm chung. Trong sát na lâm chung, điều quan trọng nhất là đầu óc tỉnh táo, tín nguyện cầu sanh, người ấy quyết định được vãng sanh. Lâm chung dẫu một niệm vẫn có thể vãng sanh. Khi lâm chung, đầu óc rất sáng suốt, người Hoa nói đó là phước báo lớn nhất trong ngũ phước. Phước báo lớn nhất trong một đời người là chết an lành. Khi mất, tỉnh táo sáng suốt, chết tốt lành, nhất định sẽ sanh tốt lành. Vì sao? Vì người ấy sẽ tuyệt đối chẳng vào trong ba ác đạo. Phạm là những người vào trong ba ác đạo đều hồ đồ mê muội sanh vào đó. Hả, có người hiểu biết nào lại đi làm súc sanh, đi làm ngạ quỷ chẳng thể nào. Mơ hồ điên đảo, hồ đồ mê muội mà sanh vào đó. Do vậy, tu phước hết sức quan trọng. Chúng ta tu phước suốt cả một đời, chẳng cần tu phước, tu được một chút phước bèn hưởng hết, đến lúc lâm chung sẽ chẳng có phước. Chúng ta tu phước mà chẳng hưởng là vì hy vọng khi lâm chung sẽ hưởng phước. Khi lâm chung, điều thứ nhất là chẳng sanh bệnh. Người chẳng sanh bệnh mà ra đi có chứ. Trong những năm qua tại Đài Loan, chúng ta thấy chẳng ít người biết trước lúc mất người công phu giỏi biết trước cả năm thông thường người niệm phật đại khái biết trước một hai tháng có đủ thời gian để dặn dò hậu sự như tại đài bắc lão cư sĩ lý tế hoa thuộc liên hữu niệm phật đoàn đã biết trước lúc vãng sanh hai tháng vì thế cụ lợi dụng ngày nghỉ mỗi tuần để đến thăm bạn bè cũ đó là từ biệt để ra đi ra đi tiêu sái ra đi tự tại hôm cụ mất cụ đến liên hữu niệm Phật đoàn để tham gia cộng tu. Khi đó, thành phố Đài Bắc chưa có xe taxi. Cụ và vợ ngồi trên xe ba bánh. Ngồi trên xe, cụ bảo vợ, nếu tôi vãng sanh thế giới cực lạc, bỏ bà lại một mình, có cảm thấy tịch mịch hay không? Bà vợ thuận miệng đáp, nếu ông có thể vãng sanh, chẳng cần phải lo cho tôi. Trong khi niệm Phật, họ cộng tu giống như tổ chức Phật nhất tức niệm phật suốt một ngày mỗi cây hương là một tiếng rưỡi khi chỉ tỉnh có giảng khai thị đạo tràng của họ là đạo tràng cư sĩ do mấy vị lão cư sĩ thay phiên nhau giảng khai thị hôm ấy đến phiên ngụy lão cư sĩ cụ lý bèn thương lượng với cụ ngụy hai người chúng ta đổi phiên hôm nay tôi nói lần sau để cụ nói đương nhiên là cụ ngụy rất tôn trọng cụ lý cụ lý đã tám mươi mấy tuổi bèn nhường cho cụ lý giảng thông thường khai thị là nửa tiếng hôm đó lão nhân già bèn nói tới một tiếng rưỡi kéo dài thời gian niệm phật cụ càng nói càng cao hứng tận tình khuyên bảo chỉ dạy mọi người sau khi nói xong bèn hướng về mọi người cáo biệt tôi phải về nhà đây mọi người cứ tưởng cụ là cụ già tám mươi tuổi nói cả một tiếng rưỡi đồng hồ nói đã mệt phải về nhà nghỉ ngơi lão nhân gia bước xuống bục giảng Niệm Phật đường có một phòng khách nhỏ Phòng khách rất hẹp Chỉ có một bộ sofa Cụ ngồi đó ra đi vãng sanh Quý vị thấy có tự tại lắm hay không? Mấy may bệnh tật cũng chẳng có Sau khi giảng xong Bảo mọi người tôi phải về nhà Là quay về cố hương Nơi thế giới cực lạc Vì thế đó gọi là phước báo thật sự Biết trước lúc mất Thân thể khỏe mạnh Chẳng có mảy may bệnh khổ Nói đi bèn đi, đó là đại phước báo. Nếu quý vị tu một chút phước, thông thường là hưởng hết sạch, thì khi lâm chung sẽ đau khổ. Vì thế đây là quyết định phản sanh. Thực sự ngay trong một sát na cuối cùng, chúng ta phải ghi nhớ lấy điều này, phải nên nỗ lực tu học. Đảng niệm tức chỉ niệm, chữ đảng này mọi người trong bọn chúng ta đều có thể làm được. Đảng niệm là chuyên niệm, hết thể vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm thảy đều buông xuống chỉ vương vấn a di đà phật chỉ niệm a di đà phật trừ a di đà phật ra hết thảy ta đều chẳng nghĩ tới cuộc sống của chúng ta có thể sống được là tốt rồi có dư ra bèn giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác thì điều khẩn yếu nhất là giúp họ học phật giúp họ niệm phật bố thí kiểu này là pháp bố thí kinh hoa nghiêm nói rất hay trong hết thảy các sự bố thí thì pháp bố thí cao nhất công đức và phước đức của pháp bố thí thu thắng bậc nhất do vậy phải biết bố thí phải biết tu phước nay chúng ta giới thiệu đề cao hoàng dương tịnh tông trên toàn thế giới đó là tu phước báo chân thật chúng ta mong mỏi khi lâm chung sẽ giống như lão cư sĩ lý tế hoa sáng suốt tỉnh táo từ tài phản sanh được rồi chúng ta niệm phật hồi hướng nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật